Kênh Bonsai Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Thì cũng giao lưu với bà con những cái cây bonsai nha bà con. Bên em có tầm trung và những cây phôi nha. Bên em có chiếu thủy trung nu, cây này rất là đẹp nha. Cây trung nu này thành phẩm rất đẹp nha. Phơm tán đa thiên nhiên. Rồi phôi cẩm thị, phôi sam hương to. Rồi phôi chiếu thủy nu gờ công. Cây thành phẩm cây kim quýt nha bà con, cây chiếu thủy nha. Bữa nay pha mặt hàng phôi em cũng khá nhiều, giá rất dễ chơi cho mình luôn. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại em là 0939442212 nha. Đó, mã đầu tiên nay là mã 1A. 1A em có một cái phôi cụm rừng, đó, rừng cẩm thị nha. Đó, rồi quay. Cái này thì trọng để demo, ở khi đi thì em sẽ bó bầu cho đi nha bà con. Ở dòng này rất là dễ chăm, dễ trồng nha. Cẩm thị này bà con mình nhận xong mình cứ việc mình vô giá thể trồng ở nó cát. Cát với sơ dừa. Mình trộn lên mình trồng mình để trong mát mát ha. Thời gian thì đem ra nắng nha bà con. Chiều cao cây. Cao là 70. Cao là 70. Ngang là 53. Ngang là 53 nha. Tổng quanh là 70. Tổng quanh là 70, cái thân lớn nhất là nhiêu? 17. 17 ha. Cái cụm cẩm thị này thì em giao lưu với bà con mình có giá là 800, em bao ship toàn quốc nha. 800.000 nha. 800.000 em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, tiếp theo mã số 2. Rồi, mã số 2 là một phôi sam hương Đài Loan cực kỳ to nha. Ở phôi này rất là to nha bà con. Sam hương Đài Loan cây gin nha. Cây này một cốt mở lên hai thân lượng lắc nha. Được sửa từ nhỏ rất đẹp luôn. Rồi, chiều cao. Chi cành đóng rất là đẹp luôn. Cao là 48. Cao là 48 nha. Hoành là 43. Hoành là 43. Cũ là 51. Cái cũ là 51 ha. Đế thì nó đều, nó bọt to. Cái này khi đi thì bó bầu nha bà con. Đế là 80. Đế là 80. Đây. Rất đẹp luôn. Cái này thì em giao lưu bà con mình có giá là 3,6 triệu, em bao ship toàn quốc nha. 3,6 triệu em bó bầu cho đi nha. Mã số 2A. Một phôi sam hương Đài Loan. Rồi, tiếp theo mã 4A. 3A. 3A là một cây chiếu thủy trung nu. Rồi, quay. Cây này cây cũng gai dây hết rồi. Nói chung là được 99% luôn rồi, ra dài cộng dây nữa cái là mình chơi thôi. Cun tỉa là chơi thôi chứ không còn làm gì nữa hết. Cây rất đẹp nha bà con, cây phơm tán đa thiên nhiên, dòng chiếu thủy trung nu nha. Rồi, chiều cao cây. Cao là 42. Cao là 42. Tán ngang là 68. Tán ngang là 68, cây này to nha, rất là già, để to. Hoành to nha, hoành là 35. Hoành eo luôn ha, vị trí đó là 39 rồi nha bà con. Tổng hoành đế, tổng hoành đế là 67. Đây cốt cành nuôi rất là to luôn, cắt cũng khá nhiều nhịp và mặt cắt ở trên thì nó bít hết rồi nha. Cái này cây phơm tán đa thiên nhiên. Đây. Đó, mặt tiền ha. Thì mã số 3 ha. Em giao lưu bà con mình có giá là 7 triệu em bao ship toàn quốc nha. 7 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, mã số 3A nha. Ở một cây trung nu, cây này cốt cành liền lạc già hết rồi, phơm tán đa thiên nhiên. Ở dòng chiếu thủy trung nu này thì mình chơi rất đẹp nha. Đó, cây nó rất là lâu lớn nha bà con. Cây này lâu lắm rồi nha, nuôi cũng lâu luôn. Ở dần cốt chi nó rất là đều đặn đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã số 4 nha. Cũng là một cây chiếu thủy trung nu luôn. Thì cây này nó cực kỳ già. Cây này gốc nó to hơn cây rồi nha. Cốt rất là to luôn. Cốt đùi nuôi rất là lâu nha. Đây. Đa phần cây này là cây đế thiên nhiên ngày xưa không nha bà con. Không phải đế sắp như bây giờ ha. Chiều cao cây. Cao là 36. Cao là 36. Có thể mình rút ngắn xuống nha. Nếu như mình rút còn khoảng 30 nha bà con. Cây này khi thành phẩm nha. Ngang là 54. Ngang là 54. Cái này thì về tiếp tục mình nuôi thời gian nữa mới được nha. Hoành eo là 40. Hoành eo là 40. Ngang là 42. 42 hoành đế. 60. Cái này lùng lực ha. Cái này là tán ngang đầu đinh luôn nha. Cái này tán đầu đinh nha. Đây. Mình xem cốt cành ở đây. Rất là to luôn. Hoành cốt nhiêu? 19. Cái cốt không là 19 thôi nha. Cây này thì còn cái đọt nữa nha, với cái cốt đùi bên đây tí nữa nha. Nuôi cho nó cân bên đây. Bên đây thì chủ yếu là mình tỉa tót nó thôi. Thì đáp tới mình tỉa tót càng ngày càng mịn thôi. Mình thả bên kia đang cho nó nâng cây lên nha.
Đó thì bà con mình ngày xưa thì cái vị trí này nó cũng không có được nhiều đâu, mà từ khi cái cốt này mình nuôi đó thì nó nâng cây lên, nó nở từ từ. Thì cái mặt này cũng vậy thôi, như cái cốt này nó lớn lên thì nó sẽ nâng bên đây lại, nhìn rất là đẹp luôn. Nó sẽ cân cây lại nha. Đó. Đây, cây trung nu lùng lực này em giao lưu với bà con mình có giá là 6 triệu, em bao ship toàn quốc nha, 6 triệu. Những cây này là những cây nuôi cây bài chuẩn nha bà con. À, cốt đùi nó chuẩn cây bài đó rồi nha. À, này cây nuôi mà tán đầu đinh luôn, bởi nuôi rất là lâu luôn. Cây này nuôi khoảng 8 năm mới được gì nha. Rồi, đỡ cây. Rồi, tiếp theo mã số 5A. 5A thì cái này là nuôi gọt cong. Cây này cốt đùi nó cũng có sẵn ở khoảng tay Úc em nha. À, nó phơm tàn thì cây này mình nuôi thời gian nữa rất mạnh luôn nha. Này cũng gần nửa đường đi rồi. Thì giá cũng rẻ, chiều cao 36. 26 nha. Tán ngang là 55. Tán ngang tính 50 thế này phải về rút lại rồi. Hoành. Hoành 25, hoành đế. Hoành cũ 35 nha. Đế thì đều. Ở đế này bốn mặt, cái này được cái rất là già. Đế là 53. Cái này em giao lúa của con mình giá 500, em bao ship bó bầu cho đi nha. 500 em bao ship nha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo mã số 6. Số 6A là một cây kim quýt nha. À, cây kim quýt 6A. Đây, đợi dựng nó đi. Đây, thì những cái cây này tay tán phơm mâm thì nó lên đều đặn hết rồi. Cao là 37. Cao là 37 nha. Tán ngang là 62. Tán ngang là 62. Hoành. Hoành là 15. Hoành 15 nha. Cây này cái có cái cành hào rất đẹp nha. Đây buông dây hết rồi. Cây này rất là có duyên cây luôn. À, giá em giao lưu cả nhà mình có ta giá 800. Ở này em bó bầu cho đi nha. À, 800 ngàn. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Cây kim quýt gì nuôi rất là lâu rồi ha. Trên chục năm mới được cây gì nha cả nhà. Rồi, đợi cây. Mã 6A nha. Rồi, mã 7A. Mã 7A này thì là một cây chú thủy nuôi gò cong nha. Cây này vàng san hô nó lên mịn chân rồi. Đó. Cây này làm theo lối kiển cổ tam can ngũ thường nha. Đó, nhưng mà mình làm trên đây thì nó khác khác tí nha. Chiều cao cây. Cao là 71. Cao là 71. Tán ngang là 56. Tán ngang là bao nhiêu? 56. 56. Hoành hai thân gì chứ đó nhiêu? 23. Tổng hoành đế 65. Cái này thì không chơi vào đâu được, rất đẹp luôn. Đó. Này được cái già không còn dây nè. Này cũng có mười mấy năm rồi nha. À, làm được có mười mấy năm mới được gì, nó nằm chậu. À, cái này nếu như nuôi đất thì nó hay mau, nhưng mà cái này nuôi đa phần là chậu nha bà con. À, nuôi chậu mà chậu sao dừa tới nỗi mà thành đất luôn rồi đó. Nó không còn sao dừa nữa đó, mười mấy năm rồi. Cái này thì em giao lưu bà con mình có giá là 2,5 triệu, em bao ship toàn quốc nha, 2,5 triệu. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo là một cây nuôi gọt cong luôn. Em đa phần chú thủy nuôi nhiều nha bà con. À, đặc biệt là dòng nuôi gọt cong. Ở à, đây, cây này cốt cành to. Ở à, phơm tàn thì nó cũng mịn phần dưới, là cái trên ngọn thời gian nữa nha. Cái ngọn này thì mình có thể mình làm thấp tí cũng được nha bà con. Chiều cao cây. Cao là 60. Cao là 60. Ngang là 71. Ngang là 71 nha. Hoành. Hoành là 32 thì cái này em giao lưu cả nhà mình có giá là 1,8 triệu, em bao ship toàn quốc nha, 1,8 triệu. À, dàn xương thì khỏi chê vào đâu ha. À, dán bay bay một tí ha, cành có những cái cành gớt đẹp đẹp nha bà con. Đây, cái đỉnh đó thì mình làm thợ lợi thời gian là hoàn thiện cây nha. À, còn cái đỉnh đó nha, cốt đùi thì mặt cắt thì nó to rồi, mặt cắt thì hết rồi. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số 9A. Mã số 9A là một phôi si búp hồng nha bà con. À, cây này lùng lực nha. À, phôi si búp hồng. Đế thì đều đặc ha, rất là đẹp luôn. Cây này thì nó sống khỏe, rất khỏe rồi. Nó cũng thuần chậu thời gian dài. Chiều cao cây. Cao là 31. Cao là 31 nha. Hoành là 58. Hoành 58. Đo như đâu được, chưa dính vô đâu hết trơn mà. Đo đường kính bầu thôi, đường kính bầu ngang thôi là được rồi. 38. Đo cái chiều dài nhất đó cơ. 45. Đường kính bầu là 45 nha. Thì cái bộ đế nó cũng nó cũng đều ra đường kính bầu nha bà con. Ở thì cây này em giao lưu bà con mình có giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc nha. 1 triệu em bao ship. Mã số 9 nè. Rồi, đổi cây. Mã số 10A. Mã số 10A là một phôi khế chua. Đây, phôi khế rất là quái đẹp nha. À, thì cốt chi đồ đóng rất là cũng khá nha bà con. À, cây này đẹp. Rồi, chiều cao cây. Cao là 57. Cao là 57.
Vành đây là 20. Vành vị trí đó là 20 nha. Đây là 52. À, 52 là vành dưới đó ha, tổng vành đế. Đế là 110. Đế là 110, ở chiều cao này đế sổ khoảng 35 thôi nha bà con. Thì cây này em giao lưu với bà con mình có giá là 1.300.000 em bao ship toàn quốc nha, 1.300.000. Cái này to nặng nha, rất là to nha, cái này to rất là to, nặng nữa. Em bao ship cho mình luôn, cây sống khỏe rồi. Rồi tiếp theo mã số 12A nha, 12A này thì em lên một cây phôi nu gò công, à, em kèm một cây sâm trái thì giá 350.000, cũng như em bán một cây phôi 350.000 em tặng một cây sâm trái nha. Rồi chiều cao cây. Cao là 18, cây dáng trực lắc rất đẹp luôn. Vành nó 29 nha, lưu ý giùm em là cái kích thước nha. À, 58 là tổng vành đế nha. Nhưng mà con mình nhớ kích thước là mình không hình dung ra cây khoảng bao lớn được nha bà con. Đế là 39. Đế 39, vành 15 nha. Cây này cây sâm trái này cũng khá già, đế đẹp to nha. Cái này thì giao lưu bà con giá 350.000, em bao ship nha. À, 350.000 một cặp như vậy. Thì cái phôi không em bán 350, là bữa nay em kèm thêm một cái cây sâm trái tặng cho bà con nha. Rồi, đổi cây. Rồi, này cũng đồng giá mã 12A luôn, cũng đồng giá là 350.000 nha, em bao ship nha. Rồi, mình đo thông số đi. Cao 23. Cao là 23. Vành là 31. Vành là 31 nha. Đế là 48. Tổng vành đế cây nu gò công này 48 nha, cây thì đang lên chòi sống khỏe rất mạnh luôn. Vành là 18. Vành 18 nha, cây sâm trái vành to. À, đế là 38, cây sâm trái này có gọng chữ C đẹp nha bà con. Rồi, 350 em bao ship toàn quốc nha, mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Mã số 13 thì em có một cặp nữa luôn, cũng 350.000. À, một cây phôi nu gò công tặng thêm kèm thêm cây sâm trái nha. Rồi chiều cao. Cái phôi này khoảng 12 13 thôi nha bà con. Khá lùng lực luôn. Vành là 30. Vành 30. Tổng vành đế là 45 nha. Cao là 22. Vành là 14. Vành sắt đế 14 nha. Đế là 35. Đế 35. Thì cái cặp này mã 13A em cũng giao lưu bà con giá là 350.000, em bao ship toàn quốc nha. Giá rất là rẻ nha bà con. Đó, thì cái cặp này cũng là cuối clip ha. Cuối clip thì Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con mình xem kênh thấy hay chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.